dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đã từ lâu trong lịch sử Việt Nam, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch đã trở thành một ngày trọng đại của cả dân tộc. Đây là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc. Giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ là ngày lễ lớn của Việt Nam, là ngày tưởng nhớ đến các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với lễ rước kiệu và dâng hương tại Đền Thượng. Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương. Theo truyền thuyết của Việt Nam, Kinh Dương Vương sinh một con trai, sau nối ngôi vua cha niên hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con là tổ tiên của người Bách Việt. Một hôm, vua Lạc Long Quân bảo bà Âu Cơ, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, trùng hợp thật khó. Vì vậy, 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha về miền biển. Lạc Long Quân phong cho con trưởng Hùng Vương nối ngôi, làm vua. Trải qua 18 đời, Hùng Vương thứ 18 đã nhường ngôi cho thục phán An Dương Vương. Để ghi nhớ công ơn của các vua Hùng có công khai thiên lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ tổ Hùng Vương. Vào thế kỷ 20, năm 1917, triều vua Khải Định, Bộ Lễ chính thức gửi công văn ghi ngày 25 tháng 7, phái quan hàng tỉnh của tỉnh Phú Thọ lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch thì cử hành quốc tế hàng năm. Tức là sức cho các quan phải mặc phẩm phục lên đền Hùng thay mặt triều đình Huế cúng tế. Bia Hùng Vương từ khảo tại đền Thượng do tham tri Hữu Tuần Phủ Phú Thọ là Bùi Ngọc Hoàn soạn, cho biết. Năm Khải Định thứ hai, tức năm 1917 lịch Dương, Tuần Phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ lễ ấn định ngày 10 tháng 3 hàng năm là ngày quốc tế, tức trước ngày giỗ Hùng Vương thứ 18 một ngày, ngày 11 tháng 3 do dân sở tại cúng tế. Từ đó, ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào mùng 10 tháng 3 hàng năm tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau cách mạng tháng 8, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã về thăm viếng tại đây. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức uống nước nhớ nguồn, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh của Chủ tịch nước số 22 ngày 18 tháng 2 năm 1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương hướng về cội nguồn dân tộc. Kể từ năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức công nhận giỗ tổ Hùng Vương là quốc lễ. Từ đó, ngày này có ý nghĩa đặc biệt hơn với người dân Việt Nam. Ngày 6 tháng 12 năm 2012, UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Mặc dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử với nhiều biến động thăng trầm, nhưng truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt không bao giờ thay đổi. Hàng năm, cứ đến mùng 10 tháng 3, hàng triệu người dân đều hội tụ về Đền Hùng ở Việt Trì, Phú Thọ để thắp hương tưởng nhớ các vị vua Hùng. Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng Lạc Hồng, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Trong hào hùng mãi còn vang.